Rồi, đến với bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kỹ thuật để làm sao mà các bạn tập đúng những cái bài mà chạy leo núi và tư thế plank nha. Rồi, những cái bài tập này nó kéo tác động ở phần cơ bụng dưới rất là tốt của các bạn, nhưng bạn sẽ không tập đúng và tác động vào cơ bụng nếu mà bạn tập sai. Rồi, đầu tiên chúng ta đến với một cái động tác rất là quen thuộc, đó là động tác chạy leo núi. Thì phần lớn những người mà mới bắt đầu á, các bạn sẽ tập nó như thế này và các bạn sẽ mỏi tay và chân trước khi các bạn cảm thấy nó tác động vào động tác vào cái cơ bụng của các bạn. Rồi, đó là cách tập đầu tiên là gì. Rồi, đó. Thứ nhất là các bạn chạy như thế này, các bạn rất là dễ bị trôi cái giày của các bạn ra. Trôi giày, nếu mà trôi giày các bạn dễ bị trượt, tại vì các bạn đưa cái mũi chân của các bạn ra xa quá. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh sửa cái động tác này á, là các bạn hãy cố gắng là kéo cái tay về để cho nó vuông góc như thế này. Dồn cái trọng lực cơ vai của các bạn và cái thân trên của các bạn về trước một chút nha. Chứ các bạn để gì các bạn sẽ mỏi tay hơn rất là nhanh. Rồi, tiếp theo á, là cái vị trí chân của các bạn sẽ cố gắng làm sao cho cái điểm tiếp xúc cái mũi chân của các bạn á là ra bằng cái đỉnh của mũi chân, chứ bạn không có lại cái ức bàn chân của bạn ra xa quá gì. Thứ nhất nó mau mòn dài lắm, thứ hai là nó sẽ làm bạn cứ trượt hoài à, nếu mà cho dù là bạn có một cái đôi giày tốt. Rồi, chúng ta sẽ giữ như thế này và chúng ta sẽ chạy. Khi chạy á, các bạn cố gắng là các bạn sẽ phải kéo cái gối cao lên và ép sát vào cái phần ngực của các bạn. Thì khi đó cái cơ bụng của bạn nó được giãn ra ở động tác bạn duỗi chân ra và nó co lại tối đa ở động tác bạn kéo cái gối lên. Nó sẽ tác động vào cơ bụng của bạn rất là nhiều. Động tác này phù hợp cho cả nam và nữ và rất nhiều người tập sai cái động tác này. Rồi, cái tập đúng này. Chạy, kéo cái gối lên. Cái lưng của các bạn lưu ý là các bạn đừng có để giỏng cái lưng của bạn, nhiều người chạy như thế này. Rồi, thứ nhất là nó giỏng cái lưng của các bạn quá, cái cơ bụng của bạn nó giữ yên một vị trí và nó không co lại. Chúng ta chỉnh lại cái lưng cho nó cuộn cái bụng của các bạn lại nha. Cuộn lại nè. Đó, cái điểm tiếp xúc. Các bạn thấy cái điểm tiếp xúc của mình là mình tiếp xúc bằng cái đỉnh mũi chân và một ít cái mu bàn chân thôi. Nếu bạn tiếp xúc nhiều quá bằng cái mu bàn chân của các bạn thì các bạn sẽ bị trượt ra nha. Rồi, chạy đúng nè. Cuộn lên. Cố gắng là kéo cho cái đầu gối của các bạn nó đi qua cái bắp tay. Và nếu nó chạm ngực được thì rất là tốt. Đây, bài tập này nhìn có vẻ đơn giản và rất nhiều người tập, nhưng mà phần lớn là tập sai và không tác động vào cơ bụng nhiều. Đây là một bài tập cực tốt cho thể lực và cơ bụng. Tập đúng nè. Tay giữ thẳng nha. Lưng hơi cong, hơi cong cái lưng để nó cuộn cái bụng một chút. Rồi, một cách tập cao cấp hơn, khó hơn của bài tập này là khi mình chạy, mình sẽ hít lên cái người lên và giữ cái đùi nó ở trên cao một chút. Cách tập này rất là khó, nó đòi hỏi cái lực chống tay của bạn phải rất là khỏe, cơ vai, cơ ngực của bạn phải khỏe. Đây, nhưng mà nó bù lại tác động vào cơ bụng của bạn rất là nhiều. Đó, các bạn thấy là mình chạy mà mình ép cái bắp đùi nó chạm vào cái cơ ngực luôn. Nghĩa là cái cơ bụng của mình nó bắt buộc phải co lại tối đa và tác động vào cơ bụng rất là nhiều. Ok, động tác này rất là tốt. Hãy cố gắng tập đúng nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.